À chào các bạn nha. Bữa nay chủ nhật mà mình à, nói chung là, là là cũng gói một ít hàng. Cộng với sắp xếp à, kho lại nha. Cái này tủ này mình bán được các bạn, mình sẽ giờ ra ngoài nha, giờ ra ngoài. Rồi à, xin lỗi anh khách nha, bữa nay gói, bây giờ gói luôn nha. Bây giờ ưu tiên là gói trước cái này. Cái thùng này thì không cần gói nha, để ráp lấy cặp càng này thì hôm qua mình không có giao được hẹn lại nha cho nên mình sẽ dời vào một vị trí cho nó thuận tiện nha. chật quá các bạn với lại còn một số đơn của mấy anh khách á mình sẽ cố gắng à này ha hôm qua nè hôm qua thanh lý quá trời đồ luôn tí nữa mình mình đi lại một vòng nha cái nào chưa thanh lý thì mình quay tiếp nha bữa nay đi hai cái tủ nói chung là gối để sẵn các bạn ngày mai á ngày mai mới giao lên đơn ngày mai mới giao tại vì chủ nhật bữa nay thì tiết kiệm nghỉ nha hai cái tủ là tủ này mình cũng thanh lý nha một triệu hai một cái tủ nhỏ và một triệu chín một cái tủ lớn nha các bạn tủ cái này đừng đồ nghề thì hết bài luôn nha còn khay thì mình bán kèm 100 k một cái nha trăm k cái khay cái này mình chưa vệ sinh nha nó hơi mốc vệ sinh xong rồi phơi nắng đừng đồ nghề thì hết bài luôn nha một một người một gia đình ha, giống như một một bạn đi ai khoái cái các dụng cụ các kiểu thì một tủ như vậy ok, bóp khóa lại là xong, Đã, bóp khóa lại. một triệu hai bao ship nha, là không khay á, còn thêm khay thì bốn khay 300 mình giảm một trăm. bữa nay mình tập trung dọn cái khu này, dọn thanh lý nha, hôm qua cũng được mấy đơn các bạn, bữa nay mình xả hết các bạn, xả hết xả hết nha cái này bữa nay cũng chuẩn bị gói nè ngày mai giao đi cho khách nè Đó. đường à, giao hết cho nó trống nè Hôm qua đi rất là nhiều đồ rồi nên cũng trống bớt nè bữa nay gói nha cảm ơn khách ủng hộ nha một cái này một cái cụm vuông vuông hai cái à, hai cái à, hai cái cụm này cái này cũng lên gói nè à, cái này bữa nay cũng gói nè cái này cũng gói nha các bạn cái em dâm ma này có đơn rồi cũng chuẩn bị làm luôn xong cái lô này là qua cái dăm ma thùng này, này cộng với một cái 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 nào nữa quên mất tiêu sáu triệu bữa nay mình tập trung hai khu nha khu ngoài đây tại mưa nó ẩm thấp á khu ngoài đây mình xử lý trước rồi khu trong nhà xử lý sau Khu dưới đây nè, xử lý sao. À, và xong hai khu này thì mình ra phía sau. Phía sau rất là nhiều đồ luôn á. Ok, có một bạn hỗ trợ thì tốt nha, mà không có thì hơi cực. Đau lưng quá. Chiếc xe này à, sang tuần cái cái ti thi lực nó về á, mình ráp lên nha mình định xài cái bồn này nè, xài cái bồn này nè, cái bồn uh, switch đen thủy điện 24v nè. nè. Tại cái Yamaha này mình định đưa lên mà cuối cùng Yamaha khách lấy rồi thôi, cho nên mình định xài qua cái suýt đen thủy điện 24v, mình xài uh, ti cỡ uh, 5 tấc rồi nha, đưa nó lên cũng không cao lắm, năm tấc là được rồi, tại năm tấc. cái này bữa nay khách chốt thêm một đơn là coi như là đang nợ hai đơn hai đơn là còn hai bốn cái nha còn bốn cái trong đó hai cái nhỏ và hai cái lớn nha hai cái nhỏ các bạn nhỏ hơn xíu nha hai cái nhỏ hai cái lớn hai cái lớn thì nó lớn hơn cái phần đích á cái phần đích này là nó nó bốn cm nha còn cái này thì nó nhỏ hơn đó, cái nhỏ thì tôi nó cao hai nghìn năm trăm hai 2,5 cm, 4 cm. Ừ. Ok, hiện tại thì uh, ok mình đeo cái bao tay đi vòng nha, đi vòng rồi mình mình báo khách. Cái này bữa nay giao khách nè, khách chuyển khoản rồi. Qua tuần mình sẽ hạn chế đi bãi lại. Tại vì bên bãi cũng không có hàng gì mới các bạn. Mình ở nhà mình tập trung mình uh, dọn kho thanh lý đồ dọn kho thanh lý đồ cho nó đâu vô đó. Giờ nó Ok, mình đi từ trong uh, toilet đi ra nha cho nó dễ. Trong toilet thì uh... cái này uh, 3 kW nha, 3 kW có luôn đầu bơm, hàng machine in Japan nguyên cụm luôn. Hai dây đỏ đen, con này chạy uh, 24V nha. Bạn chạy 12V cũng được nhưng mà công suất nó thấp hơn một chút. Nha, có luôn đầu bơm hàng Max In Japan, cái này là cái dạng nó để nằm 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 cái dạng nó để nằm nằm giống như nãy mình để á, tại vì nó ba có ba cục cao su nè giảm chấn, Max In Japan, cái này họ vừa tháo xuống từ máy xuống mình lấy luôn các bạn, bốn mươi lít trên phút, 155 cc, chắc là vậy các bạn, hàng Mitsubishi. Hybrid Mitsubishi à nhầm nhầm Mitsubishi nha Ủa, có Mitsubishi nữa các bạn máy in Japan thường mình thấy Mitsubishi như này Mitsubishi mà cũng mắc in Japan nha ghê thiệt con này mình đang để giá 2 triệu 6, 6 nguyên cụm luôn à, nguyên cụm luôn tại vì cái động cơ này nó đã 2 triệu ngoài rồi đó, cái động cơ này nó khoảng à, 2 triệu 2 nó 3 ba ngàn nha các bạn nhìn cái à, cổ góp là chưa mòn miếng nào luôn cổ góp còn thẳng tưng à, hai cái à, hai cục à, thang còn rất là nhiều dài thòn con này xài hai thang có con xài bốn con xài hai các bạn thang này mình sẽ mở ra bảo trì lại nha. con này à, giá cỡ 2 triệu 6 bao ship nha khách nào à, mua được thì à, mình sẽ test bữa này mình test cái con trên bàn mình giao hai cái motor chạy mới về hai cái này thì mình bán rẻ và tí mình vệ sinh nha cái này hàng xịn nè cái này họ tháo mấy cái đầu bơm xuống á 15 a 8 k 1 con này cục này bán 450 k bao ship nha cục này 450k bao ship cục nào giống nhau này pum các bạn nè boom là bơm bơm bánh răng Ste steering pum hãng không biết hãng nào nhưng mà cái này là đang chạy luôn tháo ra các bạn cái này phải uh, phải rửa qua xà bông này nè ô mô nó mới ra được mình rửa sạch mình sẽ hết nha rồi mình sẽ giống như mấy cái này thì các bạn mình rửa rồi nè con này bữa nay mình đưa lên mình test nè con này là hệ nó hệ là 48V 300W à, 300W à, cách nào mà chạy kéo cái gì đó hai bên nó thì ngon lắm nhưng mà mình sẽ test con này hệ 24 nè 24 100V 100W nhưng mà con con này vậy là nó nó khá bự luôn á con này mình mình nghĩ là nó kép với cái lốc các bạn được á cốt lớn khỏe 4 thang à. hàng uh, cha băng nha con này mình để các bạn uh, 600 bao ship nha cho bao ship tí mình test nha. con này tí mình test luôn nè con này hệ 36 nha. hệ 36 nó hàng 35 a khi maximum năng 15 a khi mà bình thường make in uh, USA hàng USA nguyên cụm make in rock for USA nguyên cụm luôn giảm tốc giảm tốc tỷ lệ 1 phần 1 phần 43 con này khách nào làm chế xe điện hết bài nè. giảm tốc quay rất là êm các bạn thấy, thấy quay không 1 phần 36 mình quay được là đúng tại vì thông thường cỡ cỡ đó nha lớn hơn thì không quay được cụm này giá khoảng 1 triệu tư nha nguyên cụm luôn hộp số cộng động cơ cụm này giá khoảng một triệu một triệu nếu mà tính tính mà tính mà tiền tiền mình thu lại là một triệu sáu còn tiền luôn tiền ship là khoảng 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 một triệu bảy năm mươi nha cực kỳ nặng à, hộp số hộp số một phần ba bốn tí mình test hết các bạn bữa nay mình test hết nha còn cái bơm này thì mình đang cần cái này mình chắc mình không có bán nha cơ bản cái này là đang cần đang cần để mình làm cái 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 bộ xi lanh đó khoảng khoảng năm năm trăm ký bốn cái này hôm qua cũng làm clip rồi có khách có mấy khách đặt cứ một cái bo một cái cái motor cộng với một cái mạch sung là trăm k bao ship Đó, mình sẽ làm video hướng dẫn trăm k bao ship về có dắt luôn nha Đó, về khách chế lên chạy 18 24 nha ở đây không chạy được 12 nha 12 thì khách lấy cái này nè về chạy SC 12 còn mấy cái này là 18 24 hết nha. 18 24 hết đó đủ chắc nè 27 w trăm ca bao ship còn cái này mình hai uh, cái hai uh, cái hai uh, cái trăm ca cộng tiền ship nha tiền ship khách chịu mình thu vốn có cách hỏi là thả vô nước luôn bơm chìm có được không xin thưa không biết không biết thì nói không biết nói được về khách chạy không được mấy con bị chửi không biết mua về tượng nghiên cứu các bạn ngoài chơi xíu đi con chơi đã lát đi hai anh em coi đi hớt tóc đi không cha đang bận rồi còn một cơ số đồ motor các kiểu ở đây thì 48 w cứ 200 k con nha 200 k không bao ship 200 k lấy hai con thì bao ship Đó. còn 63 w để chế bơm các kiểu thì 350 k 350 k hàng bao sóng con này 63 w chế bơm các kiểu luôn bơm xe đạp trợ lực còn mấy con da 4A các bạn, 4A đó, thì khoảng 80W đó thì mình lấy 250k nha, 250. Nó cứ vậy tính, tính nào mua được thì mua. Còn mấy cái này rất là nhiều khách hỏi nha, mình báo giá nha. Giá hàng lựa theo cái thì 60k một cái, bán lần 5 cái nha, 5, 6, 3, 300, bao ship. Còn bán solo lựa 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 không lựa Ví dụ như lấy đại cái này cái kia có này có kia Có nhỏ có lớn á Thì là ba 35k một cái nha Bán lần 10 cái không bán lẻ à, Ví dụ như vậy nè à, Mấy cái nhỏ nhỏ này chứ có vỏ các bạn Hàng bao sống hết là đủ dây chắc à, Tạm thời mình không làm được combo mình bán như vậy các bạn Tiếp theo mình đi qua mấy cục mà mình mới đem về gần đây nha. Mình sẽ thanh lý à, nói chung là bán giá tốt. Mỗi cái lãi chừng trăm k cũng được. Cục này nha các bạn. Cục này là kẹp con dao nha. Kẹp con dao. Cục này thì nó nó kẹp là phi 40. Nó kẹp dao 40 hàng nhật. Đó. Nó có cái G các bạn biết làm gì không? Làm cái chuẩn á để mình bắt vô cái gì đó là nó mình 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 làm cái chuẩn là nó nó vuông góc luôn, nha, vuông góc luôn. À. À, 250k bao ship, giá này giá thu vốn. Cục này mình không rõ làm gì. Cái này mà khách nào mà đang vào việc thì là một món hời. 400k bao ship, hàng bãi nha cái này mình nghe nói là để chống hai cái tâm cái cái này di chuyển ở ở bên đây cái lỗ là lỗ 10 phi 10 10 phi 10 hay 12 gì các bạn phi 10 đây phi 10 thì các bạn là làm một cái 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 trục phi 10 bạn nói dài ra nha phi 10 Đó, rồi các bạn tùy tùy dài ngắn của cái cái vật để kẹp á, thì các bạn chỉnh cái này à, khi dài ra các bạn siết lại còn đầu này thì nó giống như nó có lò xo các bạn có lò xo vô ra để nó nó giữ lại à, 400 bao ship mình nghĩ là đồng tâm tại vì hàng này đúc nguyên khối à không 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 nó bắt các bạn bắt bốn ốc bốn ốc hàng này à, coi của nhật hay của gì Ủa, cụm này kẹp kẹp dao kẹp các kiểu nha kẹp spindle đồ kẹp gì đó kẹp hàng nó đã mài phẳng rồi có số các kiểu không ba hai gạch bốn bằng gan gan đúc khá là nặng con này kẹp thì khỏi chạy luôn ở đây nó có cái g 16 nha để các bạn đút vô cái mặt bàn á cái mặt bàn rảnh 16 á bạn đúc vô cái là nó ngay ngay băng luôn thì cái rảnh này nó sẽ song song với cái này đó là điều hiển nhiên nha trong gia công thì điều, điều hiển nhiên và cái mặt này nó vuông góc với cái 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 trục này nó 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 song song chứ song song à, nó song song à, tức là sao ta à vuông góc chứ tức là cái 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 trục này và cái bề mặt ngang này nó là vuông góc 90 độ chuẩn và cái rảnh này là cái chuẩn à, song song với cái trục này cho nên mình đưa vô là dính cứng ngắt không cần phải ấy nha không cần phải um, à, 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 lấy đồng hồ so mình so nha xưa mình gia công là vậy thực ra nó có độ lệch nhất định nhưng mà ví dụ như dưới hai không cần thiết dù khi nào cái hàng các bạn làm mà nó ở ví dụ như là năm phần nghìn hay gì đó nhưng mà cực kỳ hiếm các bạn xưa mình đi gia công hả hai phần trăm ai gia công được là giỏi rồi hai phần trăm đổ lại tức là không phải không 0,02 đổ lại nha thông thường nó có ví dụ như lỗ và trục nó có ví dụ như chơi như là dung sai G7 hay á gì G7 thì nó là từ 0,000 cho tới 0,020 đó là hai phần trăm trong trong cái 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 cái, cái dung sai đó các bạn làm như cũng được nó còn hai cái con ốc zin nhìn rất là đẹp nè các bạn nhìn nè chỗ này cho nên nó mài rất là đẹp nha mài rất là đẹp luôn à, muốn kẹp gì thì kẹp bỏ vô ở đây nó đã các bạn biết những cái này á, là sao ở đây nó kẹp một cái miếng chuẩn ví dụ như cái miếng này khe hở là hai ly nó kẹp nó siết chặt lại sau đó nó mới gia công tròn nha sau đó nó mới gia công tròn đó. chứ không phải là tự nhiên muốn gia công sao mà sao mà làm nhé nó lắc nó kẹp nó không tròn nó thông thường là như vậy hai con này rất là quý còn rất là đẹp luôn Kè phi 50 nha đó. khách nào muốn làm lên 60 thì ở nhà mà có cái cái đồng hồ so đó mình sẽ so mình đo các vị trí để xem coi cái khe hở này là hở chuẩn là mấy ly thông thường nó có một khe hở chuẩn ví dụ như hai ly ba ly năm ly đi mình lấy cái miếng ke hai ly ba ly năm ly chuẩn đưa vô mình siết chặt lại xong mình gia công tròn lại là được cái này khá là nặng nha, bán 450k bao ship nè, khá là nặng nha. Còn à, mấy cái này thì mình đang bán là 1 triệu 1 1 triệu 1 bao ship nặng 10 kg, 10 kg hơn cho cái lớn. À 1 triệu 150 chứ, đủ uh, ống nè, đủ ống. À, đủ poly. 1 triệu 150 hàng bao xài còn cái này thì là có luôn cái bát nè bán 1 triệu một triệu mốt nha đủ ống nó nhỏ hơn xíu ở đây có thông số nè các bạn mà mình hôm qua giờ mình làm biến có mấy khách kêu uh, chụp thông số luôn mà mình làm biến lắm luôn. cơ bản là hàng tháo tháo trên ấy xuống thì làm biến ở đây nó có số gì nè năm ngàn bảy cái này có hai cái còn luôn cái bát thép dày dày cui luôn bát thép này là mà có việc gì làm là, hơi bị ngon 15 ly đó các bạn nhìn nó, cái bát thép này. 15 ly luôn hai cái bánh xích quay chút nữa dầu nhớt nó ra các bạn Hôm qua nó ra quá trời một đống đây này. nó đổ ra một đống cái này 1 triệu mốt cái này 1 triệu 150 nghìn to hơn có khách hỏi cái mặt đích này mặt đích này là 4 cm cái này là mà 2,5 cm cái này tua chậm siêu tải cái này tua nhanh tải nó thấp hơn Ê. đầu taro đầu taro có mấy đầu các bạn ở đây có cục này các bạn không xài mở ra nha mở bỏ cục vuông vuông này đi đó cũng nó này không ăn nhập cái đâu hết trơn á thực ra cuộn này nó là cái gì nó là một cái chuẩn à, thông thường là một cái chuẩn để các bạn đưa vô cái 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 à, 38 chuẩn các bạn đưa vô một cái rảnh nào đó nha đưa vô nó khớp luôn là chỉ việc bắt bốn ốc xuống thôi ừ. thông thường là vậy á hàng của bích nha băng mấy cụm này mình làm biến vệ sinh với rồi về à Ikegai nha các bạn Ikegai Ikegai cho băng nha Thép này các bạn xài biết khi nào nó hỏng Em ru Cái cái này khi bạn quay á, Thì các bạn sẽ để ý dưới đây nè Nó ngược chiều lại nha Bạn quay qua đây thì nó quay ngược chiều lại Cái này mình chưa rảnh vệ sinh Nó ngược chiều lại Đây bốn lỗ để bạn ốc xuống Bắt sát xuống cái này thì các bạn có thể làm làm taro chiều ngang đó, cho mấy máy phay cơ hoặc là các bạn đặt lên uh, chiều thẳng đứng xuống để taro cái spindle nha các bạn biết tại sao nó lại như vậy không chống gãy khi mà taro các bạn taro xuống đó, cái đầu này là đầu thông dụng nha các bạn mua trên mạng rất là nhiều đó. thông thường thì thông dụng là các bạn mua mấy cái đầu kẹp à, 6 ly 8 ly 6 ly 8 ly là đủ rồi, hai cái thôi. 6 ly thì cho M M3, M4, M5 M6. Còn 8 ly cho M8, M10. Đó. Thì khi nó xuống á, nó bị kẹt cái dao đúng không? Đó, thì cái này nó vẫn quay, nó vẫn quay. Từ 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 nó rút ra, nó rút ra. Đó. Thì mình sẽ phát hiện được nha. Chứ bây giờ nó cứng đơ luôn thì nó vừa xuống nó kẹt dao cái là nó gãy liền con dao taro cho nên nó có chế độ đó chế độ đó nó nhúng hai chiều nha một chiều này và chiều này hai chiều đó là đương nhiên rồi nó nhúng hai chiều cục này để rẻ 450k bao ship nha cục này bán gần như là thu vốn thôi. tại vì nó nặng nó nặng hơn cục này rất là nhiều cục này cục gọi được sắt luôn sắt đúng nghĩa luôn Ai, mệt chuyển qua đây cái à, cái này chưa bán à, cái này bán rồi lát gói cái này bên bãi cũng còn nha cách nào cần thì à, liên hệ mình cái này thực ra là nó cái kẹp ấy thôi cái kẹp à, dao kẹp dao nhưng mà hàng xịn kẹp dao này các bạn chú ý điều gì để mà xài thứ nhất là cái cái ke này thì là cái ke này một số bạn khách không cần luôn nha tháo bỏ luôn tại vì <laughs> họ sẽ bắt ốc thẳng xuống cái cái bề mặt nào đó nha đó. có khách thì cần có khách thì không còn uh, ke này thì là nó là 18 à, các bạn đưa vô cái rảnh mặt bàn này nè cái rảnh này nè đưa vô xỏ à, vô sỏi vô nha ồ chịu y luôn cái này mình bán rồi các bạn cái này bán rẻ anh khách à, 550 k bao ship quá nặng luôn bàn nhật con này mà mà dùng cái đá mài nước á, các bạn mài qua một lần rồi nha nó hơi bị đẹp luôn á, mới tin lên nha chưa khoan ai chưa chưa va chạm thông thường mấy cái bàn á đây nó cứng một xíu nhưng mà không sao thông thường mặt bàn mà đã làm nhiều á khoan lủng 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 nha các bạn còn này thì còn mới tinh các bạn nhìn cái nước cái nước bàn à bạn nhìn uh, hàng nhật không nước bàn không chỗ này thì mình không nói nha chỗ này tại vì nó nó bị rỉ còn chỗ này nè các bạn nhìn nè. Uh, chỉ có hàng nhật nó mới có cái nước cái nước thép như vậy các bạn ở nhìn nè. nha cái này khi các bạn xài nước tưới nguội á, là nó cái màu này dễ như hoài luôn uh, nước tưới nguội chứ đừng nước thường nha nước pha nhớt á nhớt tưới nguội nha nước uh... cụm này thì mình bán 400 bao ship bên bãi cũng còn một vài cụm khách nào lấy thì cứ chốt cọc mình đem về hoặc là rảnh mình đem về mình dạo này đau lưng quá mình làm biến cụm này cũng bán 400 bao ship cụm này thì có hai cái 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 ốc này rất là đẹp ốc này ốc chuẩn nhật thường thường mình các bạn thấy là chỉ có chuẩn nhật nó mới làm những ốc kiểu này các bạn trên mấy cái máy tiện hay là máy phay này nọ đó cổ cổ đó, là có tại vì nó nó chết luôn nha chứ nó không có sỏ nó không có bắt bằng ren giống như mấy con này mấy con này nó chết luôn nè các bạn chỉ bắt ốc trên đây nè rất là đẹp ha. ốc này để đi gia công không tiền không mới chơi đâu nhưng mà ở bên Việt Nam thì cái mát thép nó không bằng ở bên Nhật thì cái mắt thép các bạn nhìn sàn biết khi nào mới hỏng à nó đồng bộ với nhau luôn ở đây tự nhiên sao thiếu con ốc màu vuông vuông nha Hết nào mua rồi đừng có đòi mình nha các bạn có ba con răng ốc vuông này cũng là một cái phong cách của Nhật các bạn trên mấy đa phần nó nằm trên mấy mấy tiện á mấy ổ dao á nó hay có mấy cái ốc vuông vuông vậy chứ ngoài ra mình cũng không thấy nằm đâu hết trơn hàng khá là chất nha có bạn ốc nha thiếu một con để đi bãi lên nên là ảnh mò kiếm con gắn vô kẹp dao 25 kẹp dao 25 thì từ 25 này á các bạn có thể mua cái cô á cô lắc cắn dài các bạn đút vô rồi từ cô lắc đó các bạn có thể uh, kẹp xuống bao nhiêu thì kẹp giống như thế này nè các bạn mua cái 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 cô này nè nhưng mà cô lắc cắn dài á lâu mình cũng mua cái mà bỏ đâu mất tiêu đút vô đây 25 thì các bạn kẹp được từ nhiều lắm nha kẹp được từ khoảng khoảng 14 14 đổ lại nha. 14 16 14 12 10 8 6 4 đó. hầu như là muốn hết rồi ok cụm này 400 bao ship nha. cụm này cũng 400 bao ship khi tiếp tục một ổ dao ổ dao phi 45 phi lớn nha phi 45 ổ dao này 250k bao ship tại sao mình đi lấy mà quên coi nó thiếu ốc à. thông thường mình lấy mình sẽ ý mấy ốc rồi nè ốc chìm á tại vì về khách sẽ khó khó xài ở đây nè ở đây nè hay là nó bên đủ bên thiếu ta tại vì sao tại vì khi bạn đút vô á nó đã vừa khích rồi nên nó đã vừa khít không rơi không lắc luôn thì các bạn kẹp một bên thôi đó. có thể nó 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 làm luôn hai bên để ví dụ như trong một mặt một mặt thường tiện mặt không á chứ ốc chìm cỡ này thì không ai rảnh mà tháo ra nha nó dính là nó dính luôn ở đây nó có một cái ụ để làm gì để các bạn xoay ổ dao này nè có thể xoay tròn được đó. đây có con ốc cụm này cũng chết nha các bạn cũng chết nha. cách nào cũng xài bỏ ra thả lên cái phay phay nó bằng lại 250k đây nó có cái bốn ốc làm gì đây? cái này 200 bao ship 100 150 chứ 150k nha. À không cái này mình không bán nha tí mình đi vệ sinh sạch sẽ cái cái, cái 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 con dao này cái này mình sẽ bán chung với cái này nè kẹp vô bán chung cái này để các bạn bắt lên cái bàn làm việc đó, để khi mà bỏ dao lên đó, để mà thay chip gì đó cho nó đứng lên bỏ lên là nó dính cứ ngắt à, không có rớt ở bạn thay chip thay gì đó vặn các kiểu lấy bán kèm cái này tí mình 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 vệ sinh sạch sẽ nha một bộ như vậy thì uh, 800 bao ship 800 bao ship cái này phi uh, hai con chip còn mới tinh cái này uh, các bạn chỉ cần liên qua quan tâm tới cái, cái 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 cái, đường kính này 24 bán kính R12 và các bạn quan tâm thêm một cái nữa là cái chiều dài chiều dài cán dao À, chỉ cần hai cái đó thôi trong gia công thì hai cái đó thôi 110, 115 chứ, 115 và 24 à, tặng kèm cái này mình có mấy lục giác hoa thị này rất là nhiều nha cách nào à, nói tôi cần thì mình gửi kèm nhé bạn nhìn kỹ hai cái mặt dao còn hai con này còn xài được luôn nha các bạn thậm chí các bạn mở Các bạn xoay lại được luôn đó. Theo mình đánh giá là nó còn chưa có mẻ mà thấy không? Cái bề mặt chip thì đã sử dụng gia công rồi Nó có một cái lớp à, Nó sáng lên các bạn Thông thường nó sáng đó là cái, cái phần mòn á Cái phần mòn nó sáng lên Thông thường mà cái phần mà tô Cái phần mà Phần phủ thì à, khi chưa gia công Thì nó không có sáng nha còn cái phần gia công rồi nó sẽ sáng sáng lên, nó sáng sáng lên. Nhá. Nhôm. Một à, một tấc 6, 3 tấc 2. Một tấc 6, 3 tấc 2. À, chiều thuận. À, cụm này à, 650k bao ship nha. Let me go see.